em là sao? Thì đó, vì nó muốn thắng quá nên nó đem gián ra dọa thằng Long, để thằng Long sợ, không chạy kịp tụi nó. Thằng Long thì sợ gián quá nên hoảng loạn, xòe cánh, quạt tụi nó bay ngã sấp mặt luôn. Con yêu con xin lỗi. Không sao đâu con, tụi nó cũng chơi xấu trước chứ bộ. Mà cả đám đông vậy chỉ có tụi nó bị té thôi à? Mấy người khác đứng chung á, còn nhìn cho nghe được. Tụi nó đứng gần Long nhất, đâu có chỗ nào đâu bán. Cũng vừa lắm, gậy ông đặt lưng ông rồi đó. Công nhận để có được vinh quang, cái giá phải trả là khốc liệt quá. Nhưng quan trọng là mình đã có vé đi xem rồi. Mình sẽ đi xem hàng xem cái tết biểu diễn. Yeah! Mấy chị, một số các hoạt động giải trí đã phải tạm ngừng do sự đổ bộ của cơn bão SSE. Bao gồm concert của BTS ngày X tháng Y năm nay. Mọi tin tức về cơn bão sẽ được cập nhật sớm nhất. Xin nhắc lại, mọi hoạt động giải trí sẽ phải ngừng lại do sự đổ bộ của cơn bão SSE. Bao gồm concert của BTS ngày X tháng Y năm nay cũng sẽ bị hủy bỏ. Ê Kỳ, anh hai dẫn lấy hai chiếc xe đó nha. Vậy cũng được. Chắc là phải nói cho nó biết ông già Noel là không
Nghi sẽ tức canh chờ ông già Noel. Anh hai đã nói là ông già Noel có thiệt mà, không lẽ anh hai nói dối em, lừa gạt em cho vui hay sao? Đúng không anh hai? Em nói đúng không anh hai? Đúng. Nãy anh hai định nói gì với em vậy? Không gì, anh định nói là Noel này anh sẽ thức chờ ông già Noel với mấy đứa luôn. Xin rốt ông hình con mèo đúng không nè? Má, còn
chồng bé Thanh thích các bạn phim mới có đúng không? Bé Dũng năm nay ăn vặt nói dốc hơi nhiều, nên ông chỉ tặng bình bánh đặc sản của bác thôi nha. Còn bé Phong, mặc dù con không xin gì, nhưng ông vẫn biết là con muốn có gì. Đây là ảnh anh hai ẩm mình lúc mình 3 tuổi. Lúc chuyển nhà tưởng mất tiêu rồi, không ngờ vẫn còn. Rồi, bây giờ thì tới bé Nguyễn. Cho dù là không có ông già Noel thật thì cũng